Còn hai vị khách này thì tới mua sắp hầm hàng khủng long bảo chúa. Sắp 6 tấc nha mọi người, bát 21 nha, 21 in nha. Rồi sắp hầm. Vâng, tiếp tục là có khách hàng tới test một cặp súp khủng long nhé các bạn. Khủng long bảo chúa súp 6 tấc bát 21 in nhé các bạn. Hai vị khách này tới là test dòng súp khủng long bảo chúa nha các bạn. 6 tấc. Súp 6 tấc bát 21 in nha các bạn. Còn bác Di Linh Lâm Đồng thì đang đợi ráp theo yêu cầu của bác. Một cặp loa phun 40 nha các bạn. Phun 40 bát 40. Neo chép neo luôn nhé các bạn. Đấy, hai con này đang lăn lóc đang đợi chờ để gáp vô thành phẩm theo yêu cầu của bác ấy nha các bạn. Bên Viettel tới lấy hàng, gửi hàng đi cho khách đặt ở tỉnh xa nha. Sáng giờ thì gửi hàng đi rất là nhiều rồi, chiều nay thì Viettel tiếp tục tới lái tiếp thêm một chuyến nữa. Hai vị khách đang đợi để test demo. Còn súp khủng long bảo chúa 6 tấc nha các bạn. Ơi các bạn đang được thay uy lực không? Đánh rung nhà rung cửa. Đây một cặp loa súp 6 tấc này các bạn. Một cặp của nó đây.
chịu không nổi với đời. Đây là một sấp hầm nhé các bạn, cộng là bát sấp 6 tấc luôn nhé các bạn. Mới mở có chút xíu mà anh khách hàng anh cũng đã chịu không nổi việc rồi. Thật sự lực của nó là quá mạnh, như một con khủng long. Như hiện tại là hai con này là mình đã ngắt rồi nhé bạn. Sắp này mình đã ngắt rồi. Và mình đang kết nối hai con ở đây. Bác này là ở trên Di Linh Lâm Đồng nha các bạn. Anh em làm show ở trên Di Linh Lâm Đồng chắc hẳn là quá quen bác rồi. Bác ấy đang đợi hai con này gáp vào cho bác. Ép tim á mọi người. Ép tim lắm. Hàng khủng long mà. Anh ấy đang lận lờ nha mọi người, đang rất là khó lựa chọn về với cái những cái sông sản phẩm. Hết công suất nha mọi người, mới chỉ có thử có 30-40% công lực thôi đấy, chỉ mới có thử là 30-40% công lực thôi. Anh khách hàng đang lưỡng lự, anh ấy không biết chọn con nào. Con này là cũng là bát 6 tấc luôn, súp 6 tấc nha mọi người. Cụ bát bên trong thì nó giống nhau hết, chỉ có khác nhau là cái vỏ thùng thôi. Tùy theo mọi anh em nhìn. Cái kia thì nó rất là hầm hố. Nhìn vô rất là hầm hố nha mọi người. Đấy. Cái này nhìn nó đơn giản hơn. Cái này gọn này không ơi. Cái kia nhìn nó dạng nó ấy quá, nó cầu kỳ quá. Đồ quá. Cái trong ruột cái này thì nó lại đi là hầm hố hơn đằng kia là nó đi. Đằng này nó chạy cái bụng này nó chạy dọc ra đây nè. Nó đi ra. Ở trong mê trận của nó cho được cái ra gì, tiếng thì rất thầm hối nha mọi người. Kia đồ quá, để đồ quá. Để hậu trường nó cũng nhìn nó thật sự đó. Lấy cái kia đi, lấy cái này là tháo ra, bệnh lắm. Tháo không? Đâu rồi, chỉ qua nghe lại cái này nữa, quyết định. Lấy cái này quá, anh ấy cuối cùng sau đó thì anh ấy đã quyết định lấy con này nha mọi người, bộ súp này nha mọi người. Giá cả như nhau hết, không có gì cả, chỉ có khác về cái kiểu thiết kế của cái thùng thôi. Cái
này nha mọi người. Mọi người nhìn thùng à. Cái thùng vậy mà nó đánh đi luôn mọi người, nó đẩy đi luôn à. Đó, các bạn thấy không, lực của nó rất là ghê. Đúng là hàng khủng long có khác. Vâng, cái khâu này là cả hai người đều vui nhé mọi người. Một người vui nhiều, một người vui ít. Người vui nhiều thì nhận được tiền, một người vui ít thì được ít tiền, mất tiền. Nhưng mà đổi ngược lại thì anh ấy đã chọn được cái sản phẩm ưng ý của mình. Thường thường người ta đếm tiền mặt anh ấy rất là vui, nhưng mà anh ấy căng thẳng quá, đếm tiền mặt anh ấy căng thẳng quá. Mất tiền nhiều quá, căng thẳng chút. Rồi sau này đi làm show gom lại nhiều hơn nữa. Rồi tiền em nó đi lấy vợ nha mọi người. Đi ở rẻ nha. Thì còn 3 sĩ. Anh ơi, hai anh này là ở dưới Củ Chi nha mọi người. Có gì anh em nhé, ủng hộ show cho các anh. Anh lấy ở ngay chỗ ngã ba Tân Quy, gần ngã ba Tân Quy nha. Ngã tư Tân Quy. Ngã tư Tân Quy. Cà phê 379. Anh em có ai ở gần thì biết anh ấy thì liên hệ nha. Anh ấy liên hệ làm show, ca nhạc, các sự kiện. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác nha. Các anh em mình có thể là đến 393 Lũy Băng Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú để anh em mình trải nghiệm thực tế hơn về các dòng sản phẩm bên mình đang có nha mọi người. Ok.